theo đuổi. Nhân dịp đưa cơ sở 2 tại quận 5 đi vào hoạt động, Trung tâm Đào tạo khu vực của Tổ chức các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á, CIMIO tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo phương pháp dạy và học tiếng Anh hiệu quả. Hội thảo nhằm giới thiệu đến các học viên và phụ huynh những nội dung không chỉ liên quan đến phương pháp dạy và học, mà còn cụ thể trong việc chọn lựa các chương trình, lớp học cũng như cách học. Buổi hội thảo cũng là dịp để các học viên giao lưu trực tiếp với các giảng viên tiếng Anh của trung tâm. CIMIO hiện là một trong những trung tâm đào tạo tiếng Anh hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh. Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động nhằm giải quyết tình trạng quá tải của trung tâm đào tạo CIMIO.